Trong cuộc đời này, ai cũng có những người thầy. Người thầy của con dạy con biết chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ. Thầy không dạy cho con biết chữ, không dạy con về các phép toán, cộng trừ, nhân chia. Thầy dạy con những điều bổ ích để con làm người tốt, biết yêu thương, giúp đỡ mọi người. Nhờ có thầy, con đã học được cách đối trị tâm mình để phần nào giảm bớt phiền não, nóng giận. Con biết kiên nhẫn và vững vàng hơn trong các quyết định và hành động của mình. Là một doanh nhân trẻ, con học được rất nhiều điều từ người thầy khả kính. Thầy không dạy cho con về chiến lược kinh doanh, nhưng thầy dạy con cách làm một người con hiếu thảo, cách là một người lãnh đạo được nhân viên tin yêu, kính trọng, cách để gieo nhân lành cho công việc kinh doanh được thuận lợi, gia đình hạnh phúc, cách để vượt qua những cám dỗ đời thường để cho thân tâm luôn được an lạc. Thầy dạy con cách giữ giới để định tâm, tăng trí tuệ. Thầy tôi đã dạy tôi rất nhiều điều bổ ích, giúp tôi cải thiện được phương pháp giảng dạy của mình, và tôi luôn biết cách giữ thái độ tích cực đối với sinh viên. Là một giảng viên đại học, tôi đã noi theo gương hiếu hạnh của thầy và truyền tải thông điệp đó đến với sinh viên, giúp các em biết suy nghĩ, sống có trách nhiệm và yêu thương cha mẹ, biết giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn. Người luôn dạy cho tôi về tình yêu quê hương đất nước, làm lớn mạnh tình yêu thương trong sáng mát mẻ ấy trong tôi, tiếp thêm cho tôi sức mạnh để sống tốt hơn, ý nghĩa hơn khi ở nước bạn. Những lời dạy của thầy chính là hành trang quý báu cho tôi vững vàng hơn trên con đường du học bên nước Đức xa xôi. Nhờ có thầy mà tình yêu đất nước quê hương trong con mỗi ngày được tô bồi và tăng trưởng. Ở độ tuổi 50 năm, tôi học được rất nhiều từ sự sách tấn chỉ dạy của một người thầy đặc biệt về cách thực hành tu tập, rèn luyện đạo đức theo lời Phật dạy. Tôi cũng tích lũy, đúc kết thêm cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm trong cuộc sống, không những cho riêng tôi, mà tôi có thêm vốn sống để dạy bảo thêm cho con cháu mình. Tôi năm nay 80 tuổi, nhưng tôi vẫn có một người thầy. Người thầy dạy cho tôi về giáo pháp của Phật. Người thầy dạy cho tôi về cách sống vui vẻ và bình an. Con ơn Đức Phật mở đường, con ơn thầy đã dẫn đường con đi. Thật pháp cao đẹp sáng ngời, con xin ghi nhớ lời thầy dạy khuyên. Con xin ăn ở thảo hiền, để rồi dạy lại cháu con sau này. Phật tử câu lạc bộ Cúc Vàng chúng tôi có chung một người thầy đặc biệt. Và người thầy đặc biệt của chúng tôi là